really impressed with what Dragon is doing, really impressed. They don't want to earn money by themselves, but they are looking to help all the farmers, and they are guiding them in a really nice way. Tôi cảm thấy rất may mắn, hào hứng và hạnh phúc khi cùng đại gia đình Dragon Việt Nam xây dựng chuỗi giá trị nông sản bền vững và mang lại những tác động tích cực cho người nông dân nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng xa. Chúng tôi thì hoàn toàn tin tưởng và mong muốn hợp tác lâu dài với công ty Dragon Việt Nam trong việc tạo chuỗi giá trị sản phẩm gừng trên địa bàn địa phương. We strongly believe in the quality of Dragon Vietnam's products and services. We will continue to cooperate with Dragon Vietnam so that we can introduce its products to the European market. Chúng tôi đặt toàn bộ tâm huyết, đam mê và sự sáng tạo trong từng sản phẩm của Dragon Vietnam. Yes, I love them how the way they do it. And I think yes.